Xin chào quý khán thính giả, chúng tôi là chú Quang Định. Đây là chương trình uh, truyền hình công giáo nguồn sống, hỏi và đáp về đạo Chúa, được thực hiện với sự uh, bảo trợ đặc biệt của đài truyền hình uh, Việt uh, Today. Uh, dạ kính thưa quý vị, như thường lệ xin được uh, uh, giới thiệu đến quý vị cha Linh hướng của chương trình uh, cha Giuse Nguyễn Văn Thư. Dạ vâng. Con xin chào cha và xin cha gửi lời chào. chào. Cảm ơn anh Định cũng như xin kính chào tất cả quý vị. Dạ vâng. Uh, kính thưa cha, trong biết chương trình hôm nay thì uh, À, có một số các câu hỏi mà quý vị gửi vô nó cũng rất là ngắn và và gọn mà cũng chi tiết nhưng mà con thấy một cái câu này cũng là hay tức là trong cái thời gian mà à, ở bên do thái mà thời chúa giêsu hoặc là trong cựu ước nữa thì là cái cái ngôn ngữ mà mà được sử dụng trong thời gian đó là ngôn ngữ gì thưa cha? Vâng, à, cảm ơn anh định à, cũng bắt đầu như là muốn làm là chuyên gia thánh kinh thì sao nhỉ? <laughs> à, thưa rất là rõ ràng thế này. Dạ yeah, vâng. Cái thời uh, ban đầu đó yeah. là người Do Thái, cái, 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 cái tiếng Pháp nó là Hebrew, yeah. thì tiếng Anh là Hebrew, yeah, vâng. Cái tiếng Việt âm gì là Hy Bá Lai. Hy Bá Lai. Hy yeah, Lai. Hi -ba -lai. Hi -ba -lai yeah. chứ không phải Hy Bá Sơn đâu. Dạ yeah, vâng. Hi -lai. Yeah. Thì là cái tiếng gọi là như là gốc một thổ âm của cái người cái của, của cái chi tộc uh, do thái đó dạ vâng thì từ khi đến thì không biết là sao thành hình có có cái tiếng đó hyba ba hyba lai dạ, vâng, Hi -ba vâng. Dạ. nó cũng là một cái nhánh của cái của cái tiếng uh, Ả Rập bây giờ đó ờ oh, dạ vâng vâng tại vì tổ của dân do thái như tổ của Ả Rập cũng là một bố dạ. tức là Abraham, Abraham cả dạ vâng Đấy thế thì hai cái ngôn ngữ nó gần giống nhau đó vì anh ấy để ý coi viết 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 giống nhau dạ, vâng. Cái tiếng gốc đó dạ. vâng thế thì đến cái thời mà tạm gọi là bị mất nước chính thức á dạ, vâng. Thế miền đó. bắc bị lưu đày phía trên là Ninive đấy đế quốc Assyria đó dạ. cái thời điểm đó quãng trình độ uh, trình uh, độ uh, thế kỷ thứ mấy trước công bốn bốn trăm năm trước chưa dân sinh đại khai hay là ba bốn trăm gì đó dạ. Dạ. dạ thì bị lưu đày hơn 10 uh, chi tri tộc mất yeah. tích luôn không biết là họ giết hay là yeah. phân tán vào đâu không biết gọi là theo cái câu kinh thánh nói là uh, không còn mang vết tích à, tức là cái tản mát kinh khủng như, như vậy đó, đó. Yeah, vâng. à, thế thì còn hơn một tri tộc là judah là tri tộc của chúa đó, yeah, vâng. với lại nửa chi tộc benjamin thì về sau đó tức là cái phần trên đó Nước Israel chia làm hai mà, yeah. phần trên bị lưu đày trước, phần phần dưới ừ. bị lưu đày sau. Sao? Thì biển dưới có có đền thờ Jerusalem đó. Dạ yeah, vâng. Ừ. Tức là thuộc vùng phía ừ, nam. Vùng phía là nam là đó. Đấy. Vâng, thì một vài chục năm sau đó thì bị lưu đày sang Babylon. Dạ yeah. Thì ở Babylon đó, nghĩa là chính thức năm năm đó thì được phép đi về. Dạ yeah, vâng. mà trong cái thời gian đó nó còn chuẩn bị nó kia thế thì cuối cùng là là khoảng 20 năm sau nữa yeah, vâng. là phải về hết yeah. để được phép xây đền thờ lại đó. Vâng, thì lúc đó đó buồn cười lắm, không biết làm sao, có mấy chục năm như vậy mà không biết là vì lệnh của vua, ơi, không biết thế nào yeah. mà bắt bỏ cái ngôn ngữ cũ là Hy Lai yeah. đi, yeah. thì cái tiếng mới nó gọi là uh, Aram Aramica, vâng. tức, tức là nó 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 nó, nó buồn cười Aramaic Vâng. Như là Maraika gì dạ, đó cái dạ, tiếng dạ. mà có thể tiếng pháp đến đọc khác đó. Dạ, 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 vâng. vâng. Thế thì mãi đến thời Chúa Giêsu đó. Vâng. vẫn vẫn xài cái tiếng đó. Người người cái đó, tiếng dạ. của ngoại quốc họ dạy thế nào đó. À. Chắc là Lai cái tiếng Babylon. vậy Pilon. tức là cái thời Chúa Giêsu ừ. tức là tạm gọi là cái tiếng mà ngài học từ ở trong gia đình nhỏ. Dạ Chúng đó là Aramaic, Aramaic gì đó. Dạ. Thế thì đó là những cái tiếng của ngôn ngữ bình thường dân chúng nói. Dạ vâng. vâng. Chúa Giêsu cũng nói cái tiếng đó là chính thức. Dạ vâng. Mặc dù đó các nhà chuyên môn về Thánh Kinh của do Thái đó, họ một số vẫn biết cái cái tiếng Hy Ba lai, dạ, vâng. thì họ cắt nghĩa một số những người được đi học đó, Ồ. thì học những cái cái những cái cái, cái, cái tập và nhất là à, ngũ kinh của của, của 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 ngũ thư của của Mai Sen đó dạ, vâng. bằng cái tiếng ừ, uh, Hy vâng. Dạ, vâng. Thì có thể Chúa Giêsu cũng biết. dạ, vâng. Chúa thì thì Chúa thì Chúa biết Tôi mọi biết. sự. Dạ, vâng. vâng. Nhưng mà ngày thường nói với bạn bè anh em ấy, giảng đạo bằng tiếng Aramaic, cả Hình như thưa cha có thể đan cử một vài cái cái từ mà À, của cái ngôn ngữ Armenia mà ngay ở trong tân nước thì cũng có, thì đấy, cũng có một à, vài à, cái, cái cái lúc cái, mà cái gì chú Giêsu ở trên thánh gia đó, à. chú, chú Abasabatani đó, oh, vậy, rồi dạ vâng, đấy nó vâng. đại khái những cái chữ thành, đó, thành ra những thứ đó là những thứ đấy, đấy. Dạ vâng. cái tiếng đó là cái tiếng của của bình dân, bình của, dân. của của sau khi đi lưu đày về dạ nói vâng. cái tiếng đó, vâng. nhưng mà đó đến dần dần thời đến về thời dần do Thái đó, dạ vâng. à, xin lỗi La mã nó đến đô hộ do Thái đó thì cái tiếng gọi là văn chương vâng. gọi là những người có học á yeah. thì lại học tiếng Hy Lạp tại oh, tại vì có một là lại thời đổi qua một cái, cái ngôn vâng. khác. Yeah. tiếng Hy Lạp đó là cái tiếng văn chương yeah, vâng. thành thử ra về sau đó Thánh Kinh được viết bằng tiếng Hy Lạp yeah, nhiều Hy Lạp. lắm oh, yeah, vâng, vâng. Vâng. và những người có học cho ví dụ lên đại học á yeah. uh, thì là Ờ, là 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 là, 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 là tiếng Hy Lạp Ở bên phi Tân bây giờ có thể vậy. như vậy ừ. mà con để ý thấy thứ dụ ừ. uh, ừ. trong kinh thánh khi mà đọc có một số đoạn xong rồi ừ. cắt nghĩa như cái từ mà cha mới nói ừ. hoặc là xong là lại dịch thêm là cái từ đó nó có nghĩa là như vậy gốc của Hy Lạp gốc, là, là, à, gốc em, tại vì em. Thánh Kinh á, là là được viết thấy không? Dạ vâng. được viết có thể nói là đa số bằng tiếng Hy Lạp tại vì dạ vâng. cái tiếng nó nó hay lắm, dạ vâng. nó 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 thâm thúy lắm, nó rõ ràng lắm, yeah. đấy. Thành thử ra nhưng mà nhưng mà về sau đó các nhà chuyên môn về kinh thánh đó yeah. cũng tìm cách dạy thêm tiếng Hy Lai cũ. Thành thử ra nó lẫn lộn cả ba thứ tiếng đó, dạ vâng. cái tiếng ngôn ngữ của, của của kinh thánh rất là lạ. Thế bây yeah. giờ tôi xin phép nói ngay rằng là những người mà thí dụ như các linh mục hay tu sĩ và đi học chuyên môn về kinh thánh đó. Dạ, vâng. cử nhân hay là hay là cao học hay là tiến sĩ về kinh thánh đó. Dạ. hầu hết là phải học căn bản tiếng hy lạp ồ oh, dạ vâng vâng thời, thời tại vì đó là cái ngôn ngữ mà thời giáo hoàng học, học viện chúng tôi cũng học này. nhưng mà học gọi là căn bản cho nó viết cho nó có thôi Dạ vâng. Cứ đọc khó quá sức mình mà rồi <laughs> khảo bài. cái cách viết nó cũng khác vâng khác, khác lắm khảo bài đó nhưng mà con nghĩ hình như cái 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 chữ alpha mà omega là tiếng Hy làm thì chắc là ai cũng biết nhiều người biết chữ chữ đầu chữ đầu cái 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 gọi là cái gì gọi là chữ cái đó dạ vâng alpha là đầu tiên omega là chữ cuối cho nên là các nhà thần học gọi chúa giêsu là ta là alpha và omega là đầu của mọi sự cũng, cũng là cuối của cuối mọi, sự. mọi sự luôn yeah, yeah. dạ vâng vâng cảm ơn cha dạ vâng hình như uh, trước khi qua một cái câu hỏi mới cái cái từ uh, có nghe hay nghe là abba tức là cũng là tiếng Armenia yeah, vâng à, dạ, mà vâng aramex dạ. có nghĩa là lại tức cha. là lại cha đó sao dạ, vâng. cha bỏ con à, nhân tính thánh giá đó dạ vâng cảm ơn cha Tiền đây cũng có một câu hỏi này cũng cũng chi tiết theo con nghĩ có lẽ bây giờ những câu hỏi bây giờ nó đi vô chi tiết không phải là vì uh, À, muốn học hỏi thêm uh, nghiên cứu về kinh thánh nhưng mà có lẽ là cái chương trình của chúng ta uh, cha đã hướng dẫn qua 2 năm đó thành ừ. ra là những Phải câu đi sâu hỏi thêm một chút. quát bây giờ chúng ta đi đi sâu sau ừ. thì cái câu hỏi này cũng khá chi tiết đi sâu vào là tức là uh, thánh gioan uh, uh, tẩy giả đó gioan baptist đó ừ. thì thì thuộc uh, những cái cái nhóm nào uh, ừ. ở trong cái thời gian uh, mà, mà của ngài thật sự Chú ra vâng ừ. có những cái người đặt vấn đề Dạ. là về vai trò của thánh gioan tiền hô tức là cũng là tẩy giả Thì đó. Dạ, dạ vâng. Thì nhưng mà trước khi tôi nói là. Vâng dạ, vâng. Có lẽ cha cắt nghĩa dùm hai cái từ tại con thấy tiếng tiếng việt cũng phong phú tẩy giả và ừ. tiền hô nhất ừ. là cho những quý vị à, à, như tuổi trẻ trẻ mà không không ừ. hiểu rõ xin cha cắt nghĩa hai cái từ đó trong tiếng Tiền việt hô hô là cái tiếng vang. Dạ vâng. Tiếng hô vang. Dạ vâng. Tiền dạ. là đi trước. Dạ. Đi trước trước ai trước dạ. trước giêsu. Ờ, tức dạ, vâng. là để chuẩn bị. Yeah. đi dọn đường cho Chúa. Chúa. Yeah. Còn tẩy là thánh tẩy đấy. Dạ yeah, vâng. Dạ yeah. là cái vị vị làm việc cái thằng tác giả cái gì đó. Dạ. Yeah. Thì thì yeah, gọi yeah. là cái thánh vị thì... baptizer. Vâng. Yeah. Đấy. Còn, còn 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 cái cái, cái sứ mạng của ngài đó. Dạ yeah, thật yeah. sự là tiền hô là đúng nhất. dạ. Oh, yeah, Tức yeah, là yeah. dọn đường cho Chúa. Cho yeah. Chúa. Nhưng mà anh có nhớ là bà con thế nào với Chúa không? Hình như là cousin em họ, anh họ nhỉ? có lẽ là anh họ nhỉ vâng anh dạ, hỏi anh hỏi dạ. nhưng mà cũng nhân tiện nói luôn về tại vì anh định hỏi về ông thánh Gioan Tiền Hô đó dạ. ai hơn tuổi ai bao chừng bao nhiêu con nghĩ đức mẹ có thai mà đi thăm bà thánh Isabella thì nghe có khi là... thiên thần truyền tin cho đức mẹ ừ. bắt đầu có thai đó à. thì nói về bà thánh Isabella làm sao chị họ của à. là son sẻ mà đã có thai được bao nhiêu 6 tháng 6 tháng, rồi, 6 tháng, đây có nghĩa là ông, mày có hôm nay cha hỏi <laughs> tức là ông ông anh họ đó dạ vâng hơn Chúa Giêsu có dạ, 6, 6 tháng, tháng thôi dạ vâng, Đấy. vâng yeah. thì rồi cuối cùng bị chết chặt đầu đó okay. dạ, vâng. thế thế này nè khi mà các thánh sử nói về ông thánh Gioan tẩy giả đó dạ vâng là cái đấng mà Chúa Giêsu nói rằng trong tất cả các người nam được người nữ sinh dạ, ra đó dạ, vâng thì về sự cao trọng, đáng kính ở trên nước trời đó, đại dạ vâng. khái vậy đó, không ai hơn. Dạ. xét về cái phần mà gọi là ông này ông thánh thiện, ông ấy đã có cái công lớn, dạ vâng. về cái khía cạnh đó thôi. Dạ vâng. thì có nhiều người đặt vấn đề là cái ông Do An này gọi là sống khắc khổ quá, dạ vâng. đi ở trong rừng rồi ăn châu chấu ăn gì đó, dạ vâng. là thì rồi Lúc nào cũng giảng thông hối Thì chắc là phải thuộc vào cái nhóm yeah, vâng. Mà lúc đó có cái tên là Essence, Essence yeah, Là vâng. cái nhóm người Do Thái kia đó nó có nhiều nhóm lắm yeah, vâng. ừ, Hoặc là đảng phái yeah. bên Nhỏ nhỏ đó Tại vì con thường nghe chắc là Quý vị hay nghe Chúng con nghe nhiều nhóm Pharisee Thì hay, hay yeah. nghe nhiều Thì có đó Điều cũng là, là một loại nhóm Pharisee là, là có thể nói là mạnh nhất à. và Có nhiều người ở trong Cái hội đồng Trong 70 vị đó yeah, vâng. Có cái cái quyền cả đời cả đạo đó dạ vâng cả đời dạ, cả đạo của, của của như là nó gọi là hội đồng thượng tọa hay cộng tọa gì đó dạ vâng tức là có quyền nhất đó, thì đa số là varisio Thì dạ, dạ, những bâng. người đó là muốn chứng tỏ cho mọi người cho dân chúng biết rằng ta là những người giữ luật lệ là, là chặt chẽ nhất ngon lành nhất dạ vâng kể cả ông ông thánh phaolô đó cũng, cũng ban đầu cũng, sau lên thuộc nhóm đó, à? đi bắt với giáo dân đó. Dạ, dạ vâng thì cái, cái... tại vì kinh thánh ừ. thì uh, có nhiều câu mà chúa có vẻ chỉ trích nhóm Pharisee nhưng mà ừ. hình như ít nói đến cái nhóm Essen này Essen vâng, ít lắm có, có lẽ là, cái... là tại vì thuộc nhóm anh em của mình thì nha chúa không nói tại... Trong tại vì cái cái Còn họ chỉ đặt vấn đề đó thôi dạ vâng tại vì cái nhóm này tức là nó nói rằng ông do ăn tiền tiền hô là đâu có cái gì đâu có cái đặc biệt thánh thiện gì đâu đi theo cái nhóm đó dạ vâng rồi để thông hối để sợ tận thế đến nơi rồi. À, tức là à, cái chủ cho cái, nên cái, là, cái lo là lo thông hối lo ăn dạ, chay đánh dạ, tội dạ, thôi. Dạ, vâng. Chứ đâu có phải là là có cái sứ mạng đi dọn đường cho chúa đâu. Dạ, vâng. họ, họ những người họ chống đó. Thì nhà họ không vâng. họ, họ, coi như không thấy ngài, Có, mà có một cái nhóm đặc khác đặc đó không tin là, là, là thân xác là người sống lại đấy có nhớ là ai không? Là nhóm gì không? Hình Như nhóm Saduce Saduce, Saduce đó dạ, đó đó. Rồi một nhóm nữa là jealous tức là gọi là hăng 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 hai quá sức trong đó có một ông môn đệ đó, ờ, dạ, dạ, <laughs> có một dạ, ông vâng. thuộc thuộc phái đó, dạ, Đấy. Dạ, dạ. thì hình như là tức là cha trình bày là cái cái nhóm Essen là cái là ở trong nước thì... do thái có nhiều nhóm, nhóm chính dạ, trị vâng. và cũng nhiều nhiều nhóm sống đó là xã hội đó dạ, nhiều vâng. lắm, dạ. thế thì rất tiếc rằng là... không biết có phải là vì giết chúa cho cho coi như là năm 70 mươi đó, dạ, vâng, là bị tàn phá hết xong là đi lưu đày, dạ. hơn 20 thế kỷ đó. Dạ, bâng, vậy, thì vâng thì cái chuyện của Chúa chọn dân riêng đó dạ. thì chúng ta cũng không biết tại sao Chúa để ra như vậy nhưng mà thấy buồn lắm dạ, Chúa chọn dân riêng và dân riêng dân của Chúa giết Chúa dạ, thay vì cộng tác với Chúa để 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 gọi là giảng đạo cho cho dân, dạ, chúng, dân đó. Như chúng cái điều rất dạ, buồn lắm dạ, dạ, vâng vâng con xin cảm ơn cha dạ kính thưa quý khán thính giả à, thời giờ của chúng tôi hôm nay chương trình xin được phép để tạm ngưng Uh, cảm ơn cha đã trình bày về cái ngôn ngữ chính của thời Chúa Giêsu là Aramaic, ừ. à, Aramaic. Dạ vâng. Và về cái uh, tiên tri uh, tẩy giả thuộc cái nhóm Essen vâng. Dạ vâng. Có thể nói thêm một câu nữa thôi là ông Thánh Gioan tẩy giả là vị tiên tri tức là ngôn sứ cuối cùng của Ồ. của cựu ước. Ừ, của cựu ước. ước. đó. Dạ vâng. vâng. Cảm ơn cha. Xin chào anh Định và vâng, cũng vâng. xin uh, kính chào và uh, kính chúc quý vị uh, an bình.